Lấy nước mắt đánh phép một trận đi, đánh mấy trận vật lý chán quá. Lại về nào. Đây đổi gió siêu cờ đông vãi nồi, nãy 5.000 ạ. Axan ra lúc gần đất xa trời thì trả top 8 à? Không không. Thường thường là Axan 2 nó mạnh hơn cả kiểu 2 luôn ấy. Nghĩa là khi các bạn có Axan 2 là các bạn không được thua nữa ấy. Nhưng mà sao cảm giác Axan lượt đấy còn không mạnh bằng Aphelios ấy. Các ông công nhận không? Còn Axan 2 trận đấy của tôi cảm giác còn yếu hơn cả con Aphelios 2 không? Của mấy round trước ấy. Nó thiếu tanh lắm. Không biết nhưng mà nói chung là cảm giác là nó bị tệ. Thủ phê đẹp thế. Anh Long vẽ. Chỗ này đủ 6 đồng không? Tiếng hai con đấy là ừ thừa luôn. Hay là đổi bài nhỉ? Đánh bài Khazix Gragas. Thôi 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 đừng bảo vì thắng cái này chứ nhờ. Không, chắc là không thắng được. Đấy nó hồi phục liên tục và nó choáng con Vayne ở trong góc. Chưa chắc giết được một quân đây này. Thế còn tưởng mình win được ạ, vậy cứ cố gắng giết một quân về đấy. Chịu. Nice. Tao tên thằng này quen đấy, chắc là ván trước cũng tầm top 6, top 7 gì đấy. Thì mới ra nhanh như thế chứ. Mình thắng à? Các bạn Poppy chưa? Ok, I think I go this. Đồ kêu à? Không. Tôi đang muốn đánh reroll Vayne, tôi có 4 con rồi. Nói chung là bản này các bạn reroll bài gì cũng được. Roll 3 sao bao giờ cảm giác nó cũng bánh quấn hơn. Ui gì đấy cấp 6. Hai à, phá chuỗi thắng xong rồi gặp thằng cấp 6 chán đéo chịu được, lại đi rồi, thôi lại top 8 rồi, phát hết điểm trưa nay kiếm được rồi các bạn ơi. Hai con Vayne tích passive nhanh hơn nhưng mà nó nổ passive của con nào thì các bạn không biết, tại vì có thể nó nổ passive của con cấp 1 thì đó, chứ nó không nổ passive của con cấp 2. Rút được một lần. À, đặc trông khá là giống như tôi bỏ không roll về nữa. Khi của anh bạc 1 lên kim cương 2 á. Tốt tốt. Út út. Người xem stream của anh và em đã bỏ game thành công à? Ơ chúc mừng em. Bỏ tu trí, bỏ game tu trí làm ăn. Thế có gì bằng. Nhất em rồi. Em là số 1 thì không ai là số 2 cả. Thế nhỉ? Thế đéo gì nhờ? Chết nhầm con. Khó đấy. Ây à, thằng này còn có cả Lucian cấp 6, 60 đồng nữa. Cảm giác là nếu giờ mình quay đầu thì cũng chả khác gì mình top 8 mẹ luôn thề. Tại vì mình không có spy ở late game, mid game gì cả. Chắc là trừ khi mình chỉ đổi qua Lucian khi mà nãy mình ra một con Lucian thôi. Nếu mà nãy ở round này tôi đã Lucian 2% thì chắc may ra tôi đổi. Tôi biết là roll như này nó rất là tuyệt vọng nhưng mà nếu mà mình không roll thì mình có làm được gì nữa đâu. Thật sự mà. Tại vì mình khi các bạn đã roll rồi là các bạn không mơ đủ tiền để lên cấp nữa rồi. Thì cách duy nhất là các bạn hit thôi, các bạn lên được thôi. Ok.
cảm giác cái Runan còn quan trọng hơn. Runan còn quan trọng hơn là bổ đao cho Vayne ấy. Runan giữ máu tốt hơn. Tôi nhận mấy cái trò như TFT này nó sẽ chả vơ hết được mấy cái hành động phi thể thao này má. Nhiều xem phim có bàn mới à? Mừng em. Thế ra đâu phải ai muốn có bàn mới là cũng có bàn mới đâu. Anh ước mình có chiếc bàn mới sang trò bọng nước mà có đâu. Có bản mới là tốt, xài là tốt rồi, kêu gì. Cảm giác như trận này tôi phải đánh Nai, không phải Carry mà. Nó kéo mình xuống 50 máu luôn, hòng đồ đó là thì xiển à. Leona kỵ sĩ à. Hai con Leona nữa. Leona 3 rồi, yếu đi nhiều rồi. Nhưng cảm giác không lấy Leona thì mình không biết làm gì. 3-2. Vị thế này của tôi tệ phát gần rồi, ổn gì đâu. Thấy không? Roll mấy cái là muốn chết mẹ luôn rồi. Đây gặp nhà Vel'Koz chiếu giữa mẹ đầu mình luôn. Ác vãi lồn thề. Sánh nha cái là chiếu. Thế làm gì được chứ. Xích vào mồm may quá. Xích vào mõm nó. Puppy 2 không bằng Nautilus 1 đó. Xem chơi em nhau à. Nautilus có thiết giáp các bạn. Con Raven này bắn cho thì mổ mẹ người. À, 39 máu, ok. Leona cầm găng.
Để ăn đào. Luna. Ui xuất sắc thật rồi. Về bán chiếu chiếu phết đấy. Kama là tay hiệp sĩ chất vãi nồi. Ăn xích một xích vào mồm má. À, mình cũng ăn xích à. À, hôm sau xích thì ngon đấy, xích mình đứng cạnh dây chuyền chuộc tội chết thì đéo được nữa. Xích chúng tôi cũng chả làm gì được nhỉ. Đợi một lượt nữa xem. Những vây tay bắn căng quá rồi. Trashy. Leona công thủ thì sao nào? Cầm khiên. chiếu con phên. Really? Sao ông không chiếu còn hơn, ông để chiếu nhà khác đi là đẹp rồi. Ông chiếu nhà tôi phí vãi cả nồi ra, chả khác gì cả. Tự ông chiếu nhà mình buồn cười vẫn. Chiếu con phên. Cái gì cả mà sao đi mẹ. Tôi từng thấy The Raven sát thủ, Jin sát thủ nhưng mà cả mà sát thủ ạ. Đù má Tấu Hài à. Thế phải lấy gậy lốc đi nào. À không, với mấy nhà phép này chiều quan trọng phết. Rất chín thôi. Hay mình roll một tí nhá, mình roll mình upgrade được hai cái này à, ba con này à. Dừng lại. My God. Chúng để lại cả một ô thôi. Diego vừa giơ tay lên. Ui thằng này mạnh thế. Bắn chết cả con Leonapa của mình luôn. Mẹ nó hack quả càng thế nhở. Cái này không yếu tí nào luôn ấy. Nếu không muốn nó mạnh vãi cả nồi ấy.
Đây. Lại gặp lại thằng này là sao nào? À, tại vì có thằng Tùng chết nên mình gặp lại thằng này. Bài thằng này thì khó ăn bài mình, tại vì bài mình có dây chuyền trục tội. À, mình có thể rush 9, nó đã chín sẵn luôn rồi. Vai cứ thật. À, top 1 rồi, còn veo 3 nữa này. Chả cái nào cả, nó top 1 à. Rồi thật với các bạn thế luôn. Ôi, mình xếp đẹp lắm rồi đấy. Chiếu Volley veo cóc lốc Nauti bị lốc. Mà vẫn phải thua thì thôi, chắc bài người ta mạnh quá rồi. Hai dây chuyền chuộc tội mà còn thua thì chịu. Tầm này ông Va Pháp Sư nó quét cho hai cái à, chết hết quân. Một nồi AP. Leona giết được thì giết thôi. Hay quá. Để huyết kiếm đợi action không ạ? Không gặp hai anh kia nữa thì tốt rồi. Nó muốn hút con Vayne của mình, nhưng mà mình có Galio thì kể cả nó có muốn hút vào Vayne thì con Galio cũng sẽ to thôi. Cũng sẽ khiêu khích thôi, nhưng mà chắc nó vẫn thắng, bài nó mạnh vậy luôn. Hay quá, thử Red MVP kìa. Thử Red MVP thật sự. Hai máy chiếu hai bên. Như chiếu hụt à? Hoàng. Rất là thua. Dí thẳng mặt bên luôn. Chịu. Bài đẹp quá. Mình cần con carry thứ hai. Một carry thôi là không đủ. Bài đẹp quá. Nó đổi carry à? Đổi carry không chơi mực nữa à? À, chơi T2 à? Hay quá, tiết kiệm tiền. Mẹ T1 giải đấm như slow đấy là gì được. Thua rồi. Thua bao nhiêu quân? 5 quân đủ chết luôn không? Chết luôn cũng chịu hai máu.
bốn cung bốn bí ẩn. Hết sức rồi. Vẫn thua thì chị. Ây da. Không thèm block mình luôn mà. Volley hay quá, Volley ơi. Volley làm quả được quá em ơi. Làm hết. Chỉ cái top 1 bạn Hiền.